Nói về sản phẩm sản xuất từ thiên nhiên thì chúng ta thấy rất rõ. Tôi nói ví dụ như sản phẩm của chúng ta đây, Top Men đây, là chúng tôi đã nghiên cứu kỹ, đã được Bộ Y tế cho phép. Và các cái sản phẩm trong này nó có đủ các cái yếu tố để hình thành nên cái sản phẩm hỗ trợ rất là tốt, như là bác tiến sĩ Hòa Lan đã nói, từ nhục thung dung rồi ba kích rồi vấn đề nhung hiêu và đông trùng hạ thảo. Thực ra đông trùng hạ thảo từ trước giờ là ít người có trong sản phẩm, bởi vì xưa nay là rất hiếm, cho nên trước đây những cái sản phẩm mà bổ sung cho cái việc tăng cường sức khỏe nam giới, sức khỏe tình dục nam giới là cũng chưa có cái mục này. Nhưng mà trong sản phẩm của Top Men là có. Ngoài ra nó cũng phải có những cái dẫn chất tốt, ví dụ như các vitamin, những khoáng chất, thì cái đó là làm cho cái sự chuyển hóa, cái sự hòa, dung môi nó hòa tan, cũng như là dung môi để mà hấp thụ được. Thì tôi nghĩ là cái đấy là trong cái sản phẩm, nhiều sản phẩm có, nhưng mà trong sản phẩm Top Men là tôi thấy cũng rất là tốt. Top Men được các chuyên gia giới thiệu như là một phương pháp an toàn, hiệu quả giúp nam giới ngăn chặn quá trình suy giảm sinh lý. Top Men này thành phần rất là phong phú, trong đó có gì? Có cao dâm dung hoắc, có cao ba kích, rồi có đông trùng hạ thảo, có nhung hiêu và arginine. Những cái thành phần này rất là phong phú và đã từng nhiều năm được sử dụng, và đặc biệt là có tác dụng hỗ trợ sinh lý về nam giới. Thì cái sản phẩm này ấy, thì nó có công dụng rất là hữu ích cho những người mà bị yếu về thận. Nó tác dụng là bổ thận, tráng dương, và đồng thời là giúp cho những người nam giới chúng ta là mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực và tăng cường sinh lý, giúp gì? Giúp làm những người mà đang có chiều hướng giảm, suy giảm chức năng của sinh lý thì tốt hơn. Về đối tượng sử dụng thì rất là phong phú. Đối tượng sử dụng dùng cho những nam giới mà bị suy giảm về chức năng về sinh lý, hoặc là nam giới có nguy cơ bị mãn dục sớm, nam giới bị thận yếu, rồi từ cái thận yếu đó làm cho gì? Làm hay bị đau lưng, rồi hay bị mỏi gối, và đồng thời tiểu đêm nhiều, thì cái sản phẩm này rất tốt cho các bạn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.